Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Ngày hôm nay thì mình sẽ rủ team 500 anh em tới nhà của mình chơi. Tại vì nói chung là mới có nhà mới. Rủ tụi nó tới chơi cho vui các bạn à. Rồi, thì bây giờ tụi mình sẽ bắt đầu gọi là tới nhà của mình chơi. Rồi, bây giờ đưa tụi nó tới chơi luôn, cho các bạn biết nhà của mình ở đâu nha. Rồi bây giờ lên xe thôi mấy đứa ơi, let's go. Giới thiệu với mấy đứa, đây là căn nhà mới của anh. Bây giờ xin mời mấy đứa vào nhà anh chơi. Ok, bây giờ là mới có căn nhà mới, các bạn rủ team 500 anh em tới nhà chơi các bạn ơi. Ok, bây giờ là mấy đứa thấy nhà của anh như thế nào? Nhà của anh nói chung là có một cái thiết kế gọi là cái màu hường rất là dễ thương đúng không? Là cái màu anh rất là thích. Và bây giờ là đây là nhà mới bây giờ, cho nên là mấy đứa hỏi anh toilet ở đâu anh cũng không biết đâu. Tại vì cái nhà này anh mới mướn chứ không phải anh mua đâu mấy đứa à. Rồi ok, nhà mướn thì nói chung là cứ vô tìm hiểu coi nhà sao cái đã. Ở đây là cái blue room, là cái phòng màu xanh dương, dành cho những cái đứa nào mà thích màu xanh dương nè. Đó, rồi đứa nào thích thì lên giường nằm đi. Rồi, bên đây á là phòng của anh rất là yêu thích, đó là phòng pink room, là cái phòng màu hồng nam tính. Rồi mấy đứa né ra, đây là cái giường của anh đang ngủ. Ok, để mình coi coi trong cái tủ này có gì không cái đã. Đó, thì đây là cái nhà mình á, là phải có cái phòng màu hồng mình mới thích được. Đó, bên đây là cái phòng màu xanh dành cho mấy đứa nào mà lanh chanh lóc chóc qua đây ngủ. Rồi ok. Đây tìm thấy toilet rồi. Ok, bây giờ á là lên toilet ngồi được không? Ok, không lên toilet ngồi được. Ok, bây giờ là cái này có máy nước nóng rồi luôn nha mấy đứa. Ở nhà anh là có máy nước nóng rồi luôn á, mấy đứa tắm thoải mái luôn. Đã thấy chưa, chưa gì mấy đứa này vô tắm quá trời rồi các bạn không? Rồi ok, bây giờ là chúng ta sẽ xuống dưới nhà mấy đứa ơi. Đi xuống nhà nhanh lên. Let's go, nghe anh không? Đi xuống dưới nhà. Trời ơi, đi xuống dưới nhà nhanh lên. Trời ơi, cái gì mới vô nhà người ta mà đau bụng quá là sao? Trời thanh niên thiệt buồn ghê luôn á. Nhà mới của người ta mà vô khai trương cái toilet luôn rồi. Buồn thiệt luôn á bạn, mình chưa kịp khai trương cái gì hết là nó khai trương giùm mình rồi. Ok, thôi mấy đứa ơi, thì bây giờ chúng ta đi ra ngoài chơi đây. Cái mấy đứa nhỏ xíu à, có một mình là bự nè. Ok, mấy đứa đi theo anh. Let's go. Bây giờ là chúng ta sẽ gọi là đi qua nhà hàng xóm chơi. Đó, ủa mấy đứa kia đâu hết rồi? Mấy đứa kia chắc chắn đang ở trong nhà mình gọi là phá đồ rồi chứ gì, thấy không? Rồi bây giờ á là giới thiệu mấy đứa, đây là hàng xóm của anh cũng mới biết rồi. Bây giờ chúng ta ra công viên nè. Đây đây mấy đứa vô đây chơi cát đi, xây lâu đài cát đi mấy đứa. Vô chơi xây lâu đài cát nè, đá cái lâu đài cát được không ta? Không được. Ở đây là khu trò chơi dành cho mấy đứa để chơi nè. Đó, nếu mấy đứa nào còn nhỏ, còn mấy đứa lớn thì cứ đi theo anh. Rồi ok, mấy đứa này nó lớn hết rồi, nó không có chơi mấy cái đó đâu. Đi thôi anh nào. Buồn thiệt chứ, đang đưa tụi nó đi chơi vui thì tự nhiên trời mưa làm tụi mình phải vô nhà rồi các bạn ơi. Bây giờ là đến lúc ăn rồi mà nhà mình đâu có đồ ăn gì đâu. Theo mình nghĩ chắc là mình sẽ đặt pizza để cho tụi này nó ăn. Pizza là gọi là cái gì, em mới mua pizza đó anh. Trời, mình vừa định đặt pizza là thanh niên kia đã mua giùm mình rồi. Ok, bây giờ mấy đứa ơi đi ra để anh lấy pizza. Đấy, đi ra. Trời, đứng chặn cửa làm gì. Để anh lấy pizza coi. Ồ mà khoan, để coi coi người giao pizza tới chưa ta. Cái người giao pizza người ta tới chưa đã. Ok, cái gì mới lấy rồi hả? Ở pizza của anh mà lấy cái gì? Mấy đứa này thiệt buồn, làm gì mà lấy. Pizza còn chưa có mà lấy cái gì. Ok, pizza tới rồi mấy đứa ơi. Pizza kìa. Có pizza nha mấy đứa. Ok, bây giờ là lấy bánh pizza thôi. Ủa, đứa nào lấy rồi? Cái gì vậy? Mình mua mà sao tự nhiên mấy đứa này lấy hết rồi. Ui, pizza đâu rồi? Mở cửa ra coi. Ui, cái ông ra pizza, ông biến mất luôn, ông đi đốt tiêu. À, đây pizza đây rồi. Ok, mấy đứa ơi, vô ngồi ghế ăn pizza thôi mấy đứa ơi, vô ngồi ghế đi. Đây có miếng pizza nè. Nhanh nhanh nào, vô ngồi ghế đi nào. Come on. Đây có một miếng pizza trên tay mình nè các bạn. Sao cái miếng pizza, của tụi nó bự chà bá vậy? Đâu rồi? Sao miếng pizza của mình nhỏ xíu vậy? Ui, what? Khoan. Ui, gì vậy? Sao cúp điện rồi? What? Ôi, cái này nhà mình mới mướn, nhà mới đàng hoàng luôn các bạn, mà sao tự nhiên cúp điện rồi? Ủa, cúp điện mà sao tự nhiên ngoài này tivi vẫn còn? À, chắc là cái đèn nó bị hư. Ok, không sao đó mấy đứa ơi, đèn bị hư thôi. Mà mình đang thắc mắc là tại sao cái bánh pizza của mình nó nhỏ xíu vậy? Các bạn nhìn cái bánh pizza của mình kìa. Gì vậy? Cái thằng nhóc này cầm miếng pizza bự chà bá luôn. Mình miếng pizza ha? Chưa bằng một góc của cái miếng pizza của nó nữa là sao? Nè, sao miếng pizza của anh nhỏ vậy? Cái gì vậy? Phân biệt dữ vậy ta? Ok, đến giờ coi tivi rồi. Ủa, tivi bị gì vậy ta? Ok. Ok, cái tivi hồi nãy nó bị cái gì các bạn? Anh lên miếng pizza có chút xíu à, thấy chưa, nó còn cười nữa kìa. Ok. Ủa, mấy tên này. Ê, mấy cái người này đeo mặt nạ các bạn. Nhưng mà các bạn thấy cái mặt nạ là cái gì không? Mặt nạ giống của như của SCB gì đó các bạn. Y hệt luôn. Ê, những tên này đang tấn công những người dân bình thường kìa. Ok, những cái tên này đang gọi là tấn công những người... Oh my god.
có một cái ông già mặc bộ đồ màu tím đang đứng ở trên xe và mấy đứa kia đang đứng ở dưới hô lên. Chẳng lẽ nào ông này là cái người đang gọi là điều khiển những người kia, những người đeo mặt nạ của SCB? Ôi chẳng lẽ nào ma ta. Ôi cái này coi chừng, cái này không được nha. Quầy quá kìa. Các bạn không thấy nhìn ổng không? Wow đáng sợ thiệt các bạn ơi. Ôi đi ra ngoài, đi ra ngoài. Ok. Bây giờ lên phòng ngủ hả? Oh my god, ở ngoài đây tối thui luôn bạn ơi. Ôi lên phòng ngủ, nhanh lên. Oh my god, đi lên nào, lên phòng ngủ. Bây giờ á là mình phòng ngủ màu hồng cho nên là mình sẽ lên phòng màu hồng mình ngủ đây. Ok, bây giờ mình sẽ đi ngủ đây nha các bạn ơi. Lên giường ngủ thôi. What? Cái gì kìa? Wow, cái tên này, đánh nó. Ok, ai, ui, đang đánh tự nhiên vô giường nằm ngủ là sao? Đánh nó, bảo vệ cho mấy đứa kia. Chà, à, cái tên này thì ra là cái tên đeo mặt nạ đúng không? Cái tên đeo mặt nạ, oh my god, tên này đeo mặt nạ SCB các bạn à. Wow, đáng sợ thiệt. Wow, mình không ngờ luôn các bạn. Cái tên này đeo mặt nạ SCB. Ok, bây giờ mình ăn miếng pizza vô. Ôi trời các bạn ơi, mặt của mình bị nó cào một cái hả? Có cái vết luôn nè các bạn ơi. Ok, phòng màu hồng của tụi mình bị tấn công vào đêm hôm qua. Và các bạn có thể thấy rồi, tụi mình đã cố gắng để bảo vệ mấy đứa này rồi. Ok, cái gì đây? Bây giờ là chúng ta sẽ lấy cái này. Khoan, cái phòng màu xanh dương cũng bị tấn công kìa. Để khoan, qua coi tụi nó có sao không. Ok, ui, cái phòng này bể kiến kìa. Oh my god. À, là mình lấy mấy cái gỗ này để mình chặn mấy cái chỗ mà bị bể kiến. Ôi, có tiền nè. Ui, mình có tiền, bạn lụm được tiền, không biết tiền của nào nữa. Lụm được tiền các bạn. Ok, chắc là tiền của cái tên hồi nãy gì đúng không? Ok, nhưng mà tên đó y như là ma các bạn. Đeo cái mặt nạ SCB vậy chắc chắn là cái tên đó có thể là thấy cái mặt nạ SCB đẹp quá, tưởng là hạ cái gì, ai vậy đâu đeo vô mà hành gọi là bị SCB nó nhập luôn, bị ma nhập các bạn. Bây giờ là tụi mình phải lấy cái gỗ này để chặn cửa lại, để cho những cái tên hồi nãy đừng có vô cái nhà của mình. Vậy là cái những cái tên mà xuất hiện trên TV đã tấn công vô nhà của mình luôn rồi các bạn ơi. Ồ khoan, đúng rồi, chúng ta phải xuống nhà để chặn cửa sổ lại, chặn tất cả các cửa lại. Ok, có trái táo nào, mình ăn trái táo vô cái đã, mình mất máu nhiều quá các bạn. Đây, chặn cửa sổ lại mấy đứa. Chặn cửa sổ lại. Ok. Ủa, đứa này làm gì vậy? Ủa, đứa này đang chơi laptop kìa. Cái gì vậy? Đang ngồi chơi laptop các bạn. Sướng dữ à, thanh niên này sướng dữ à. Người ta đang làm hả cực khổ, nó ngồi để chơi laptop. Ôi, mình buồn luôn các bạn, mình buồn ghê á. Vô nhà mình, ok, ở đây, trời ơi, tụi nó tắm xong cái nước đục ngầu luôn các bạn. Hồi nãy cái nước màu rất là trong trẻo đúng không? Ôi, khoan, các bạn ơi, có một cái ông này là cái ông hàng xóm của mình nè các bạn. Mà sao trời mưa như thế này mà ổng lại đi ra ngoài? Hồi nãy lúc đầu mình vô mình đã thấy ổng ở ngoài rồi, mà sao bây giờ ổng vẫn còn ở ngoài nè các bạn? Ông hàng xóm của mình nè. Ôi, râu của ổng rất dài luôn các bạn, dài tới dưới chân luôn á. Tóc của ổng cũng dài nữa kìa. Ủa, cái ông này ông bị làm sao vậy? Trời mưa mà ông đi lang thang ngoài đường. Ok, mình không biết là chuyện gì nữa các bạn ơi. Thôi bây giờ á là cố gắng mình chặn mấy cái cửa sổ lại đi. Ok, đây chặn mấy cửa lại. Trời, cái cửa này chưa xong nữa mà tính này không chặn lại. Ok, bây giờ á là chặn lại hết luôn. Rồi ok, bây giờ mình sẽ lên máy tính mình ngồi coi là có làm được gì không. Ủa, sao có chữ V này ta? Chắc chắn là thằng kia nó mới làm cái gì với cái máy tính rồi. Ok, bây giờ á chặn lại hết chưa? Mấy đứa này cái cửa này chưa được nè. Cái cửa này phải chặn kín lại luôn. Đó, phải chặn kín lại vậy mới được. Ok. Nhanh, rồi ok, chặn hết cửa rồi mấy đứa ơi. Để xem coi nãy giờ mấy đứa nó nói cái gì. Thành phố toàn là ma trong Roblox. Không, thành phố này không có ma. Nhưng cái thành phố này nó có cái gì? Ôi, thanh niên này đeo cầu thang kìa. Ủa, cái thanh niên hồi nãy nè. Wait, what? Đeo lên cầu thang. Wow, lên, có gì không? Oh my god. Wow, ở trên đây là một cái phòng mà gì vậy các bạn ơi? Wow, bây giờ là ăn pizza hả? Đến lúc ăn pizza nữa rồi các bạn ơi. Wow, bây giờ là chúng ta lên ghế ngồi ăn pizza thôi mấy đứa ơi. Ủa, hồi nãy mình mua 3 hộp đúng không? Ăn sao giờ chỉ còn có 3 cái lần sau. Thôi mấy đứa ngồi xuống đi, vô ghế ngồi ổn định giùm anh cái. Vô ghế ngồi, nhanh lên. Ok, à ăn đồ ăn vô chúng ta sẽ hồi máu. Bây giờ máu của mình rất là ít, mình sẽ cố gắng ăn đồ ăn vô để hồi máu nha các bạn. Rồi ok, cho ba bánh pizza đi. Ủa rồi, vô ghế ngồi em ơi. Đến giờ ăn rồi mà mấy đứa này chạy lòng vòng là sao. Vô ăn pizza. Nhanh em ơi, còn đứa nào nữa không? Ok, team 500 anh em này còn không còn đứa nào hết bạn ơi. Rồi, come on. Ok, bánh... Ui, cái bánh pizza nó xoay kìa. Mình vừa mới thấy nó xoay luôn. Wow. Cái gì vậy? Bánh pizza đưa cho mình. Bánh pizza của mình bự hơn hồi nãy nè. Ok, ăn bánh pizza nào. What? Cấm điện rồi. Ôi, ăn bánh pizza cho hồi máu. Ăn bánh pizza cho hồi máu nè. Ăn vô cái cho hồi máu nè. What? Cái gì vậy? Sao lại cúp điện rồi? Ôi, lần này cúp điện thiệt luôn các bạn. Oh my god, các bạn nhìn ở ngoài kìa. Cái gì vậy? Những cái thằng mà đeo mặt nạ hồi nãy sao nó xuất hiện trước nhà mình? Có một cái xe nữa kìa. Ok, trốn thôi mấy đứa ơi, trốn thôi. Bây giờ á là nó kêu tụi mình á là quay trở lại phòng cũ. Oh my god, tụi nó chắc chắn là bị nhập rồi các bạn ơi.
tụi nó bị điên rồi. Bây giờ á là trở lại giường nhanh lên mấy đứa. Trở lại giường, thôi anh trở lại giường trước đây. Ok, lên giường ngủ. Lên giường. Trốn đi. Nhanh lên. Ok, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên mấy đứa. Ui. Wow, đứa kia nó lụm được miếng gà nữa chứ. Ăn đâu lụm được miếng gà hên vậy. Wow, tự nhiên cái nhà mới của mình bị cái gì vậy? Ủa, mình tới nhà này á là mình chỉ nói cho team 500 này biết là nhà này của mình thôi chứ mình đâu có nói cho ai biết đâu. Mà tự nhiên bây giờ xuất hiện thêm mấy người kia nữa là sao? Oh my god. Ôi, mấy tên này lại xuất hiện nữa kìa. Mấy đứa đâu? Xông vô. Đúng rồi, đập nó. Đập nó. Yeah, đập nó. Yeah. Ok, đấy, đúng rồi, đánh cho nó té đi, đánh cho nó té luôn. Đấy, đấy. Đánh nó đi mấy đứa. Ây da, mất máu. Đánh đi, sao không bảo vệ anh? Ôi mấy đứa này. Đánh đi làm gì vậy? Ôi ơi, buồn mấy đứa này quá. Ây da, đang đánh lộn mà nằm ngủ là sao trời? Mình bị gì vậy? Ok, yes, mình tiêu diệt tụi nó được rồi. Yeah. Oh my god. Thôi sao không đánh? Làm vậy là không được đâu đó. Còn mấy đứa nhỏ nữa, thấy chưa? Mấy đứa nhỏ nó có làm được gì đâu, chỉ có tụi mình là có những cái cây này thôi. Mà thanh niên kia nè còn bỏ mấy đứa nhỏ nữa. Thiệt mình buồn quá. Ok, hồi nãy mình lên đây nè các bạn. Ở trên đây có cái gì nè? Ở trên đây có một cái gì nè các bạn ơi. Ở trên đây là cái này cái gì vậy? Cái này mình không biết luôn các bạn ơi. Wow. Ui, thanh niên này lấy được cái gì nè? Cái này là cái gì vậy? Wow, bây giờ là mình đang rất là yếu máu luôn rồi các bạn ơi. Mình không có đồ ăn để ăn. Ok, thôi bây giờ chúng ta xuống nhà. Khoan. Ôi, cửa của mình lại tiếp tục bị... Bên đây phòng này bị bể cửa kiến nữa rồi. Oh my god, cánh cửa lại tiếp tục bị vỡ nữa rồi các bạn ơi. Cánh cửa sổ của mình tiếp tục bị vỡ. Các bạn biết cánh cửa này là basement, là cánh cửa cái gì? Cái này gọi là tầng hầm đúng không? Mà sao tự nhiên quay cánh này? Hình như là hồi nãy mình nhớ là cánh cửa này bị khóa hay sao mà. Wow, bình tĩnh. Oh my god. Wow, chạy đi mấy đứa. Chạy đi. Chạy vô đây nè. Nhanh lên. Ui, cửa này bị bể hết rồi. Bây giờ mình sẽ mở cửa ra. Oh my god, mở cửa ra. Nhanh lên, mở cửa ra. Ok, đừng vô đó hả? Ôi, đừng vô đó hả? Ok, anh đâu biết đâu. Anh tưởng là vô đó an toàn chứ. Rồi, ok. Oh my god. Wow, cái ông hồi nãy trên tivi kìa. Cái gì vậy? Chạy đi hả? Ui, giờ sao đây? Mấy đứa giờ sao đây? Bây giờ theo đứa nào đây? Đứa nào chỉ đường coi. Đứa nào biết chỉ đường anh đi. Ôi, trốn ở đâu? Trốn ở đây hả? Rồi, ok, trốn ở đây. Ui, bây giờ sao đây? Trốn trong cái tủ các bạn. Ôi, sao mình bị kẹt ở đây rồi? Oh my god, mình bị kẹt ở đây rồi mấy đứa ơi. Rồi, xong rồi mình luôn rồi. Chẳng lẽ nào? Oh my god, chẳng lẽ nào? Ông bắt mình hả? Ông bắt mình hả ta? Đừng nha. Ôi, đừng nha. Ôi, mình đang núp trong đằng sau cái tủ. Ông không biết đâu. Nó nhỏ. Ô, mình tỉnh. Ông không thấy mình các bạn ơi. Hồi nãy người ta nói là đừng có đi lên trên. Người ta nói là đừng có đi lên trên mà mấy đứa kia nó lên trên lầu. Ok, bây giờ á là ông đang đi xuống, núp vô. Ok, núp vô. Tụi mình đang núp trong cái tủ các bạn. Núp vô đi. Ok. Rồi, ok. Núp vô. Ôi, what, cái gì vậy? Bây giờ á là ông đó quay trở lại cái bây giờ á ông đó đang đi xuống, tụi mình phải chạy xuống cái tầng hầm nhanh lên. Nhanh lên mấy đứa. Trời ơi, chạy xuống tầng hầm trốn. Ổng đang đi xuống cầu thang, tụi mình phải xuống tầng hầm trốn. Nhanh lên. Ủa, cái con mèo của mình hồi nãy nó cũng biết trốn nữa hả? Con mèo mình nó sợ quá, nó trốn rồi. Bây giờ trốn ở đâu đây? Bây giờ mình phải trốn này hả? Trốn ở đâu đây mấy đứa? Ui, bây giờ phải trốn ở đâu đây? Ôi, wow. Bây giờ mình sẽ đứng ở đây. Bây giờ phải trốn ở đâu đây? Oh my god. Wow, cánh cửa tầng hầm đang được mở ra. Khoan, hình như không phải. Mình mở. Ui my god, ổng đang đi bắt từng đứa một kìa. Ôi, xuống kìa. Đập nó. Ok, ai, mình còn miếng máu à. Đập nó luôn. Đúng rồi, mình còn có miếng máu à bạn ơi. Bây giờ là tụi mình không thể nào mà hả. Bạn này chơi kỳ quá bạn. Không hỗ trợ team 500 anh em gì hết. Mà bạn này bạn trốn. Đó, phải lên. Đúng rồi, em ơi. Phải làm như vậy. Xuống hỗ trợ nhau đi mấy đứa. Anh còn miếng máu à, come on, đúng rồi, đánh rồi. Hay quá, nó xỉu rồi, lụm tiền đó. Nó thì ra là mỗi lần đánh nó, thằng đó nó xỉu là nó rớt tiền ra. À, đây có thể là một con ma bạn ơi. Không phải, kiểu như là một người bạn, nhưng à, của SCP vô cho nên là bị SCP nhập rồi. Quay, anh còn miếng máu à. Mấy đứa phải làm gì đó đi chứ. Có chìa khóa nè mấy đứa. Có cái chìa khóa kìa. Mà sao mình lụm được ta. Rồi, ok, bây giờ á là mình đã lấy chìa khóa để mình khóa cửa lại rồi các bạn ơi. Mình đã khóa cái cửa này lại rồi.
bây giờ là mình đang rất là yếu luôn, bây giờ không biết phải làm sao nữa. Mọi thứ đều ổn hết rồi các bạn ơi, mình đã tìm được cái ổ khóa và mình đã khóa cái cửa đó lại, cho nên là không có ai xuống được. Nhưng mà bây giờ tụi mình đang rất là yếu, cái con mèo của mình nó khôn thì các bạn nó biết đường để trốn luôn các bạn. Ở đây có cái cờ lê nè, không biết là cái cờ lê này để làm cái gì nữa, nhưng mà tối nay tụi mình sẽ ngủ ở đây các bạn à. Tối nay tụi mình sẽ ngủ ở đây. Wow, thanh niên này nhìn ngầu ghê không, thanh niên Minh Hảo gì nè, ok nhìn ngầu ghê không. Wow, cái tướng đứng cầm cái cây nhìn ngầu thật chứ. Mình có được gì không? Ô, mình không có được vậy các bạn ơi. Ok, có trái táo, ok, ok, ăn trái táo vô cái. Bây giờ sleep đi đúng không? Ok, không biết trời sáng chưa ta. Ủa sao mình thấy sáng rồi nè, nhưng mà mình không biết là trời sáng chưa. Ở đây có cái xà beng nè, sao mình không lấy được ta. Ở đây có cái xà beng nè, mình không lấy được. Oh my god, bây giờ làm gì đây? Rồi, đi theo em đúng không? Đi đâu đây, từ từ. Ê, sao lại lên đó? Trời ơi, lên đó nguy hiểm lắm á. Bây giờ là nó kêu là tụi mình phải, các bạn thấy cái chỗ này, thôi cái chỗ đó toàn là khói đen không các bạn ơi, nhìn rất là đáng sợ. Ok, bây giờ bỏ cái nhà này luôn hả, bỏ cái nhà này chạy ra ngoài hả. Oh my god, các bạn, cái hình mặt nạ kìa. Ui, nhà hàng xóm của mình sập hết luôn rồi các bạn ơi, sập hết nhà hàng xóm rồi, xe đồ nó hư hết luôn rồi. Oh my god, chuyện gì đang xảy ra vậy trời. Oh my god, chạy đi. Trời ơi, mấy con ma đáng sợ các bạn ơi, nó phá banh hết những cái chỗ khu mình ở luôn các bạn. Ok, chạy. Ui, mình phải ném cái này đúng không, mình phải ném cái này. Ok, nãy giờ mình không biết. Rồi ok, né qua mình mong. Ui, cái ông hàng xóm đã phá hủy hả, hay là cái gì. Oh my god, hình như là cái ông hàng xóm ông đã phá hủy hay sao các bạn ơi, ông đã phá hủy mọi thứ. Ui, ở đây có bán đồ nè. Ui, mình có tiền. Ui, cái túi máu này 60 lận, mình không có tiền mua. Mình sẽ mua một cái bánh này để mình ăn, ok, ăn cái bánh vô, mình ăn vô để hồi máu nha các bạn. Ok, cái bánh này nó khá là hả. Ui, nó mắc quá các bạn ơi. Ok, mình hết tiền các bạn ơi. Không sao. Đây là cái chỗ gọi là hạ cửa hàng siêu thị gì đó, kiểu như siêu thị gì đó các bạn. Nhưng mà cái siêu thị này bây giờ á là nó đã bị gọi là hư hết rồi. Tại vì mấy con ma hồi nãy á nó làm các bạn, nó phá banh hết cái chỗ này luôn mà. Cho nên là chúng ta phải cẩn thận. Ok, đi ra ngoài hả? Ok, đi ra ngoài. Ôi té rồi kìa. Ôi đỡ. Sao bị té vậy? Ôi té rồi kìa. Gì vậy? Ok. Tiến té. Rồi ok, tụi mình đã gọi là hồi máu xong rồi. Bây giờ tụi mình ôi mình cũng té luôn nè. Ủa sao kỳ vậy? Trúng vô cái chỗ này té đúng không? Ok. Nhà của ông hàng xóm nó ghi là You are next. Là sao? Ý là nó làm tụi mình là tiếp theo hả? Tụi mình là người tiếp theo hả? Ôi cái nhà đó của ông hàng xóm bạn. Bây giờ là tụi mình phải mở cái này ra. Ôi sao cái này mở ra được? Ôi bây giờ làm sao đây? Hình như là tụi mình cần phải cái cờ lê đúng không? Ok, hồi máu cho anh. Ok, hồi máu cho anh nè. Anh đây nè. Đấy, hồi đi. Đúng rồi, hay quá em ơi. Rồi bây giờ phải làm gì đây? Ôi bên kia có ai kìa? Người này tên là Chili Charlie. Ok, cái người này đang buồn các bạn. Ủa cái này nhìn giống như một con gấu vậy đó. Chứ phải người. Hình như là một con gấu chứ phải người. Ok, tụi mình vô nhà rồi. Tại sao tụi mình lại vô nhà nữa rồi? What? Ok, cái này là cái gì đây? Ủa cái này là cái gì mình không biết luôn các bạn. Ok, ủa cái này cái búa nè. Ủa phải cái này đồ lau nhà. Mình phải mở mấy cái tủ này ra coi. Rồi bây giờ là chúng ta phải. Oh my god. Bây giờ nó kêu là good job cái gì đó. Và nó kêu là hả. Oh my god, bây giờ là nói chung là hơi rắc rối tí. Ôi có ai có chúa gậy không? Cầm cái gậy lên nè. Cầm gậy lên. Trời ơi, phải cầm đồ lên để gọi là bảo vệ nhau chứ. Ok, bây giờ lại nói chung là hơi rắc rối một tí nha các bạn. Mình chưa biết chuyện gì xảy ra hết. Bây giờ tụi mình lên lầu để xem coi tình hình nó như thế nào. Phòng thì được. Ôi cái phòng đều ổn nhưng mà cái cửa này bị bể nè. Bây giờ không có đồ để mình gọi là gắn lại. Rồi trên cái tầng này không có gì hết. Cái phòng của tụi mình lại tiếp tục bị bể kiến nữa. Oh my god, bây giờ làm gì đây? Bây giờ là tụi mình nên làm cái gì đây? Giờ phải làm gì đây? Trời ơi, mấy đứa này không đứa nào biết gì hết hả ta? Ôi, có khi nào ổng trên đây không? Xuống nhà. Hình như là ngoài cửa có gì hay sao á? Hình như ngoài cửa có gì mấy đứa ơi. Đi. Let's go. Ok. Hình như là người giao pizza. Yeah. Vậy là có người giao pizza tụi mình rồi. Yeah. Người giao pizza tới rồi các bạn ơi. Vậy là tụi mình có thức ăn để ăn rồi. Vậy là tụi mình không sợ đói các bạn. Ok, hồi nãy tụi mình đi mua bánh nhưng mà bánh ăn không có đủ. Oh my god, người giao pizza là ma các bạn ơi. What, cái người giao pizza là ma. Trời ơi, các bạn nhìn kìa. Cái mặt nạ bây giờ nó có râu luôn. Các bạn nhìn rất giống với cái SCP gì nhớ không? Mình không nhớ các bạn ơi. Ok, what, bây giờ phải làm gì đây? Ok, đánh con ma này hả? Đánh nó. Đánh nó, đúng rồi. Hay quá mấy đứa ơi, đánh nó. Ok, tụi mình đánh nó. Ôi, quên, nó chơi trực chiêu gì kìa. Quên, nó chơi trực chiêu, nó xoay kìa. Nó đang xoay mà đánh cái gì, né ra. Trời mấy đứa này, bởi vậy nó đang xoay, né ra. Ok, gọi choáng rồi kìa. Xúm vô. Trà. Tên giao pizza này là ma các bạn ơi. Oh my god. Ok. Ôi, né, cái tên này bị điên rồi. Ok, lên lầu luôn kìa. Đánh nó.
đánh nó cho nó choáng đi. Đúng rồi, đánh nó. Đây đây đây, điên nè, điên nè, điên nè. Vô nhà của người ta mà còn hạ chơi cái tiệc chiêu đó nữa. Múa máy tay chân nè, giao pizza mà còn bị như vậy nữa là sao? Đập luôn, đập luôn, đập luôn. Ây da, ây da, ây da. Hình như ông đang xoay quýnh máu bạn. Yes, yes. Mình đã hạ gục được cái con ma này rồi. Yeah. Đó là con ma giao pizza các bạn ơi. Wow, bây giờ á là tụi mình chiến thắng rồi. Yeah, yeah, ok. Oh my god. Ôi, nếu như vậy tụi mình có pizza để ăn đúng không? Khoan, tụi mình làm... Ủa, có pizza nè, qua đây, qua đây, qua đây. Qua đây ăn pizza mấy đứa ơi. Bên đây, bên đây, bên đây, bên đây. Lấy pizza ăn đi. Ok, đứa nào cũng có pizza rồi. Yeah. Ok, ăn pizza đi, ăn pizza hồi máu đi. Mình máu còn rất là nhiều. Tại vì nhờ mấy thanh niên này nè, cho nên là máu của mình đã hồi lên rất là nhiều luôn. Yeah. Bây giờ là chúng ta sẽ tới giường ngủ đi ngủ thôi. Vậy là chúng ta đã ok rồi các bạn ơi. Bây giờ đi ngủ thôi các bạn ơi. Yeah, chúng ta đã tiêu diệt được cái con ma kia rồi. Oh my god, bây giờ đi ngủ thôi. Một con ma là người giao pizza các bạn ơi. Oh my god, đi ngủ thôi mấy đứa ơi. Ok, bên kia ngủ con mình nè, tội nghiệp quá. Bên đây mình còn ngủ chung, bên kia ngủ con mình nè, tội nghiệp thiệt chứ. Ok, thôi ráng ngủ đi em ơi. Thôi đi ngủ đi. Cái gì? Mình vừa mới thấy rung rung chuyển các bạn. Mình vừa mới thấy bị rung chuyển luôn. Ui, cái gì vậy? Oh, mới thấy sáng lên, có chuyện gì vậy? Có khi nào nó tấn công cửa sổ nhà mình nữa không ta? Ui, khoan, cẩn thận nha. Bây giờ là mình không thể nào mà ngủ được nữa rồi. Bây giờ là... Ôi, ôi, đánh nhau với ai vậy? Đánh nhau với ai vậy? Ủa sao đánh mình? Ủa sao mấy này đánh mình trời? Hồi nãy mình vừa thấy có tiếng động luôn. Nhưng mà hình như là... Oh my god. Bây giờ là mình đang nằm trên giường. Mình đang ngủ các bạn ơi. Mấy đứa này đi ra đang ngủ. Ui, cái phòng màu xanh. Màu xanh lá bị tấn công kìa. Phòng màu xanh lá bị tấn công. Ui, phòng này là của các bạn nữ này nè. Oh my god. Tội nghiệp gom người hả? Chạy chỗ hết luôn rồi. Ok, bây giờ có tiếng báo động. Có tiếng chuông báo động các bạn ơi. Bây giờ chúng ta phải đi ra ngoài để kiểm tra xem chuông báo động từ đâu phát hiện ra. Ok, bây giờ có chuông báo động kìa. Mở cửa ra. Để mình xem coi chuông báo động ở đâu vậy. Ở đây cửa mở nè. Oh my god. What? Mấy cái tên này tấn công cái siêu thị luôn rồi các bạn ơi. Cái siêu thị mà hồi nãy tụi mình gọi là mua đồ ăn á, bây giờ mấy tên này tấn công rồi. Chắc chắn là mấy tên này biết là tụi mình đã vô được cái chỗ mà siêu thị để lấy đồ ăn, cho nên là mấy tên này đã gọi là phá luôn cái siêu thị rồi. Kìa các bạn nhìn cái ông đó không? Ông đó đang trên tay cầm cái lon kìa. Đó, trên tay của ông đang cầm cái lon. Mà mình nhìn ông rất là ghê. Ơi hình như ông này hình như có cái gì đó sau lưng. Ơi có khi nào ông là một con rối không? Có khi nào ông là một con rối không bạn? Bây giờ mình cần đi tìm cái siwe là cái gì trời? Cái gì trời? Ok thôi bây giờ mình sẽ đi theo mấy thanh niên này. Come on, come on, come on. Đi 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 đi. Ôi ôi đi 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 đi. Ông già ma đúng rồi. Ông đó ông y như là ma các bạn. À siwe là cái này hả? Là cái nắp cống á hả? Rồi ok, ui bên kia có người kìa, bên kia có người kìa. Bên kia có người đi qua kìa. Bây giờ là tụi mình phải xuống dưới đúng không? Ok, bây giờ xuống dưới thôi. Ok, ok, ok. Wow, wow. Các bạn ơi, các bạn thấy không? Cái người giao pizza là ma và tụi mình đã bị nguyên một cái tập đoàn ma tấn công luôn các bạn. Không bình thường một tí nào. Bây giờ tụi mình đang trôi xuống cái cống này rồi. Ok, mong là cái cống này sẽ không có chuyện gì xảy ra mà sẽ giúp tụi mình thoát khỏi cái thành phố này. Cái thành phố này nó bị điên rồi. Thực sự luôn á. Nó không có bình thường một tí nào hết các bạn. Ê, đợi anh, đợi anh, đợi anh. Ôi, hình như là cái nước nó đang tràn xuống các bạn ơi. Cái nước nó đang tràn xuống hay sao á. Hình như là ở trên kia nó đang... Oh, oh my god. Ok, ok, ok. Qua đi, 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 đi anh. Ok, nước này nó đang tràn xuống hay sao á, mình không biết nữa. Nhưng mà phải cẩn thận. Cái này là bắt con cua. Mà bắt con cua nhiều khi mình sợ quá. Mình bắt con cua thụt là coi như là fail ấy. Không ổn đâu. Rồi, ok, qua rồi. Yeah, yeah, chúng ta đã tới đây rồi các bạn ơi. Oh my god, bây giờ đứng đây thôi. Cái gì? Ok, ok, hình như... Ôi, bị lỗi rồi kìa. Oh my god, cái gì vậy? Wait, wait. Cái gì vậy? Các bạn thấy cúp điện rồi, cúp điện rồi bạn ơi. Đứng chung với nhau, đứng chung với nhau. Ở đây. Ui, ở đây có một cái cờ lê nè. Ui, cái gì? Mình mới thấy sáng đèn lên, tập trung. Ủa sao còn có 4 đứa vậy? What? Ổng kìa, sao còn có 4 đứa vậy? Còn đứa đâu? Oh my god, còn một đứa đâu rồi? Rõ ràng còn một bạn nữ nữa các bạn. Ở đây là 4 người nam, còn một người nữ thôi. Bây giờ, oh my god, ổng đang tấn công tụi mình. Ổng đang chuẩn bị tấn công tụi mình, còn một đứa nữa đâu? Ôi, đâu rồi? Ui, ổng nhảy lên trên kìa. Bây giờ mình làm gì đây? Oh my god. Ôi, ổng đang. Hello. Tôi tên là Scary Larry. Ok. Và bây giờ á là đây là cái gì á cuối cùng của ổng á. Rồi bây giờ nói chung á là các bạn ổng nói gì kệ ổng, bạn đừng quan tâm. Quan tâm bây giờ á là thế nào ổng cũng tấn công tụi mình thôi. Các bạn cứ biết là như vậy. Đó, lúc nào ổng cũng tấn công tụi mình thôi. Rồi ok, bây giờ á là ở đây á là hả ổng kêu mình là ôi quay 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 mình phải nè. Oh my god, cái gì vậy? Wow, cái này ghê các bạn. Ok, wow, cái này là những cái bẫy gai, nhưng mà nó xuất hiện rất là nhanh, mình không né kịp luôn á. Nó xuất hiện cực kỳ nhanh luôn các bạn. Đó, các bạn phải tập trung kỹ nha. Các bạn nhìn cái chỗ mà màu đỏ các bạn né ra, các bạn đứng cái chỗ nào mà không có màu đỏ các bạn đứng né ra mấy đứa ơi. Ok,
cứ màu đỏ là né ra nha. Rồi ok, cái này phải tập trung, tại vì ổng làm cái gì mình không có biết được đâu. Ok, ổng xuống kìa, ổng xuống kìa. Mấy đứa, bu vô đập ổng. Đập ổng. Ôi 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 khoan. Ok, ôi ổng đang xoay kìa, ổng đang xoay kìa. Ui, à, rồi, rồi, ổng, à, cái đường màu đỏ này là ổng đi tới đâu là ổng xây tới đó các bạn. Mình phải né cái đường màu đỏ này ra, né ra mấy đứa. Né ra. Các bạn thấy sau lưng của ổng có cái gì không? Cái đó là cái đồ để lên dây cót các bạn. Mình theo mình nghĩ ông này là một con búp bê thôi các bạn ơi. Một con, ok. Rồi cảm ơn bạn Siêu nha. Bạn Siêu đã bơm máu cho mình. Ok, anh Kiều. Nhưng mà máu anh còn nhiều mà, mấy đứa phải bơm máu cho mấy đứa đi chứ. Cùng nhau đầy máu thì mới gọi là tiêu diệt được cái tên này. Tên này là một con, một cái con búp bê các bạn. Kiểu như là một con rối vậy đó. Ok, bị điều khiển. Ok, rồi rồi rồi. Ok, ôi, kìa chói ơi kìa, ổng xây nhiều quá, ổng chóng mặt rồi. Ổng xây nhiều quá, ổng chóng mặt rồi, bây giờ là tụi mình đánh ổng. Rồi né ra, chỉ đánh được một cái thôi. Oh my god, đừng có xây nữa ông ơi. Oh my god. Kìa, ổng đã tạo ra những cái người mà đeo mặt nạ của SCP nữa kìa. What, tại sao ổng lại làm như vậy? Oh, cứu gì, đâu, cứu, em bị gì mà cứu. Đập, đập đi. Oh my god, đánh đi, đúng rồi, đánh đi. Đánh phụ anh, anh mất máu quá trời nè. Đánh phụ anh đi mấy đứa. Trời ơi, sao mà chạy? Nếu mà không đánh thì làm sao mà được? Mấy đứa cứ chạy hoài là tí nữa là fail cả đám luôn ấy. Rồi ok, ok rồi. Ok, mình sẽ ăn cái này vô. Ôi, 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 cái tên này bị điên à. Tên này bị điên à, sao tấn công mình? Ây da, ây da, né ra, né ra. Sao tấn công mình? Nhanh lên mấy đứa. Trời ơi, bây giờ mình không có tiền để mua máu rồi. Không không có, không có máu luôn các bạn ơi. Nếu mà cứ kiểu này là thế nào mình cũng thua à. Ok, ok, yes, yes. Ok. Oh my god. Ok, ông xuống kìa, ông xuống kìa. Ông chuẩn bị đó, ông chuẩn bị thiệt chiêu đó. Né ra, né ra. Kê, cẩn thận, cẩn thận. Cẩn thận một tí đi mấy đứa ơi. Rồi, ok, mình là bị mất máu rồi, mình mất 20 máu luôn các bạn. Ông này đáng sợ thiệt. Mình không né được luôn á. Tuy là mình đã đoán được rồi nhưng mà mình không né được luôn. Bây giờ không có đứa nào còn máu hết rồi. Rồi xong, mình mất 2 máu rồi, rồi xong luôn rồi. Rồi xong. Đập, 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 đập. Đúng rồi mấy đứa ơi, đập. Rồi né ra, né ra. Ông bắt đầu chơi thiệt chiêu nữa. Rồi xong mình luôn rồi, bây giờ mình hết máu rồi. Anh hết máu rồi, trời ơi, bây giờ đứa nào mà đánh nhau đi. Anh không có khả năng anh đánh nhau nữa đâu. Come on, anh còn miếng máu à. What, ông lại tiếp tục kêu mấy đứa kia ra. Oh my god, bây giờ mấy đứa xông pha đi. Đúng rồi, xông pha đi, bảo vệ cho anh. Come on, lên đi mấy đứa. Rồi, đánh đi. Come on, đúng rồi, hay quá. Ok, chẳng bạn, cái bạn gì mà tên là gì, Minh Hảo gì đó, đang gọi là, gọi là bơm máu cho mình. Nhưng mà tụi nó đang tấn công anh kìa. Mấy đứa. Rồi không đánh, không đánh kiểu này cứ chạy là thế nào cũng thua. Mấy đứa phải đánh đi chứ. Mấy đứa không đánh là anh còn miếng máu rồi kìa. Wait what, sao đánh mình không vậy? Wait what. Yeah, những tên này đã bị gọi là hạ cảnh sát bắt rồi mấy bạn ơi. Hên quá, mấy đứa kia nó tiêu diệt được cái ông kia rồi. Nói chung là hồi nãy ông kia chỉ còn một team thôi. Tụi mình chỉ cần đánh một cái là gọi là chiến thắng. Bây giờ mấy tên này đã bị bắt rồi. Ha ha ha. Người ta sẽ lột cái mặt nạ này ra và đem cái mặt nạ SCP này đem đi vô gọi là hả, đem tới chỗ SCP để giam giữ lại các bạn. Mấy tên này chắc chắn là bị gọi là nhập rồi nè. Đó, các bạn thấy chưa? Wow, bây giờ là bị cảnh sát bắt rồi mấy đứa à. Yeah. Rồi ok. Ô mà nhưng mà các bạn ơi, căn nhà mới của mình bây giờ nó không còn một cái gì luôn các bạn. Buồn thiệt luôn các bạn à. Buồn thiệt luôn á các bạn. Ôi. Ok, thật là buồn quá đây. Bây giờ mình đã thành một cái gọi là hồn ma luôn rồi các bạn. Các bạn thấy không? Ghost. Ok. Rồi và cảm ơn các bạn đã xem cái video này. Và nếu các bạn thấy video này hay, đừng quên để lại cho mình một like, một đăng ký, một chia sẻ. Cùng với đó xem quảng cáo, bấm quảng cáo nếu các bạn là fan chân chính ủng hộ mình nha. Rồi và cảm ơn các bạn đã xem. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye.